Tại trường bắn quốc gia khu vực 1, hôm nay quân đoàn 2 vừa chỉ đạo sư đoàn 306 tổ chức thành công cuộc diễn tập cho lực lượng dự bị động viên. Trước đó, trong thời gian gần một tháng, sư đoàn 306 đã chủ động phối hợp hiệp đồng với chính quyền địa phương để thâm nhập, nắm bắt nguồn dự bị động viên, đảm bảo số lượng chất lượng ngay từ đầu vào. Quá trình huấn luyện, đơn vị tập trung huấn luyện nâng cao kỹ năng chiến thuật cho từng phân đội. Cuộc diễn tập là dịp kiểm tra đánh giá đúng thực chất khả năng tác chiến của lực lượng dự bị động viên, qua đó góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng công tác huấn luyện dự bị động viên của quân đoàn 2 trong thời gian tới.